Hello, xin chào cả nhà ha. Hôm nay cho mọi người coi một cái viên hổ phách. Đó, khủng không? Viên này đã chứa hả? Khoảng một một đàn ong luôn á. Viên này có thể là đó. Đó. Mọi người đừng tưởng cái viên này là mình sở hữu, không phải. Viên này là nằm trong viện bảo tàng bên Mỹ ha. Đó, còn cái này là một đàn gùi. Đó. Đó không? Một ý cái đó không phải là ong ha, cái đó là mối ha, ở một đàn mối luôn á. Viên này là nằm trong cái viện bảo tàng ở Mỹ ha. Đó. Lịch sử bảo tàng tự nhiên lịch sử của Mỹ đó. Còn cái viên này là nằm trong một cái bộ sưu tập cá nhân của người ta đó. Kinh không, quá là đẹp luôn đó, chiêm ngưỡng lại em đó. Viên này cũng khủng lắm nè. Viên này là một cái đàn kiến luôn ha. Đó. Đàn kiến luôn á. Kinh vậy không? Cũng nằm trong bộ sưu tập trong viện bảo tàng ở Mỹ. Đó, đem ra chiếu cho mọi người coi. Hồi xưa thì mình cũng có một viên giống vậy ha. Mà không có nhiều bằng vậy, nhưng mà cũng là một đống vậy á, nhưng mà bán mất rồi ha. Bán mất rồi, nếu không mà có cái để khoe rồi. Đó. Giao lưu mất rồi. Đó, đẹp không? Đó, những cái viên như vậy là côn trùng là xứng đáng sưu tầm luôn. Rồi, thôi, chào cả nhà ha. Bạn nào mà thích hổ phách nhớ bấm follow mình.